Ok, do là cái chuyến đi phượt vừa rồi chúng ta không thành công nên là mình sẽ xây lại cái nhà của mình. Nhà mình là cho mình ở chứ không có người thứ hai ở được. Yes. Mình sẽ đi lấy gỗ. Mình trong đây, bây giờ mình đã chuyển mod rồi, mỗi một tập mình sẽ... Không, không phải là mỗi một tập mà là trong một số tập thì mình sẽ cách để mình chuyển mod được nhất có thể. Không ấy rồi. Mình cũng không có cách để chuyển, chứ mình cũng không có mod để chuyển cách để chuyển các mod luôn, không có cách để chuyển các mod. Mình cũng có thể cũng có để đề xuất ra một số mod chẳng hạn ở trong phòng bình luận, và mình cài bằng app chứ không cài bằng file trên, ví dụ như là cool for, ví dụ mình không có cài bằng kiểu cool for chẳng hạn, đâu có cài bằng kiểu mấy cái đó. Mình chỉ cài trên app. Chứ mình cũng không biết làm sao để có được các cái món hay, ví dụ là Man Man for the Fox. Cái rap mới cái món đó mình có nhưng nó chỉ là món giả. Nhưng mà nói chung là mình muốn một cái món thật. Ví dụ như là không có rượu men phun phun phốt hết thì không có được. Mình thích xem hết nên là mình đúng cái xem hết vô. Là mod zombie apocalypse. Như thế nào mod zombie có cả súng. Mỗi biết mình có cài đủ hay không, chỉ trong đây mà đâu có súng nha. Như là kẻ đi nhưng mà... Nó dùng lựa rồi.